8 giờ sáng tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, các cửa hàng vắng vẻ hơn hẳn mọi năm. Khách khi đến giao dịch đều được tặng khẩu trang miễn phí và sử dụng nước diệt khuẩn rửa tay. Là toàn bộ về phía cán bộ nhân viên, chúng tôi đã phát khẩu trang để cán bộ công nhân viên tại tập đoàn sử dụng và kèm theo là có phát cả khẩu trang cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng khi đến giao dịch tại cửa hàng, cộng với những lọ nước sát diệt khuẩn để ngay khi mà khách hàng giao dịch xong có thể sử dụng ngay. Hầu hết các cửa hàng vàng đều có công tác phòng dịch kỹ càng cho cả nhân viên và khách hàng. Song có thể thấy dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến thị trường vàng trong ngày thần tài. Những dãy ghế dài được xếp sẵn vẫn chờ người đến giao dịch. Lượng khách hàng đến giao dịch với chúng tôi có thể nói là giảm hơn so với năm trước. Tuy nhiên, về phần tổng lượng giao dịch thì có thể nói rằng là vẫn giữ vững ở cái mức ổn định. Vào thời điểm 8 giờ 15, giá vàng SJC được niêm yết mua vào mức 43,95 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 44,8 triệu đồng một lượng. Mức giá này đã giảm hơn so với thời điểm mở cửa đầu ngày gần 100.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, khách đến mua vàng ngày này chủ yếu là để cầu tài lộc nên không quan tâm nhiều đến sự biến động của giá. Hôm nay là tôi đi lấy mua vàng lấy may nên là không quan tâm nhiều đến giá cả. Không, nó cũng chỉ chênh lệch hơn bình thường một chút thôi mà, cũng không, mình chỉ mua một chút xíu thôi nên không đáng ngại lắm. Mua ít thì không lo, nó có tăng một chút không sao. Thì hầu như năm nào cũng đi mua cho mình một ít và mua cho cháu một tí. Nhiều doanh nghiệp đã mở thêm kênh mua vàng thần tài online thay vì xếp hàng chờ đợi, chỉ cần đặt trực tuyến và hẹn thời gian. Điều này đã giúp khách hàng không phải xếp hàng dài chờ đợi từ sớm như những năm trước đây.